Xin chào các bạn. Cái bữa nói chuyện hôm nay tôi rất vui để được nói chuyện với các bạn hôm nay. Rất vui mà không riêng gì tôi mà tất cả đồng bào trong nước đang quan tâm vấn đề mấy mày một tuần vừa qua. Rất vui mà cả những kiều bào nước ngoài, có những người họ không quan tâm vì thời cuộc, nhưng đặc biệt trong khoảng thời gian tuần một tuần nay họ lại quan tâm, và tới nay họ đã rất vui và rất nhiều kiều bào đã vui. Vui ở chỗ các bạn thấy rõ ràng là chính quyền ta đã thể hiện rõ cái kỷ cương phép nước, không thể để chúng lộng hành. Mà chúng đã tuyên bố là trong ngày 16 và 17 chúng sẽ tổng công kích, tổng biểu tình, muốn tuyên bố lật đổ Đảng Cộng sản. Có những tên biểu tình rất hung hăng đòi giải thể Đảng Cộng sản, giải thể Quốc hội, và chúng tuyên bố rằng là sẽ lật đổ Đảng Cộng sản. Chúng rất hùng hồn, và phải nói rằng cả nước hôm nay rất vui, và kể cả một số cộng đồng kiều bào nước ngoài họ đã nhắn tin về tôi, điện thoại về tôi, họ rất vui khi thấy nhà nước đã thể hiện được cái sức mạnh của chuyên chính vô sản, thể hiện được cái kỷ cương phép nước để dẹp loạn. Và có một số kiều bào họ tâm sự tôi này, họ chưa thấy một quốc gia nào mà người dân tấn công vào lực lượng cảnh sát, vào quân đội mà phải chịu trận như thế để tấn công. Họ coi họ rất bức xúc. Họ bức xúc đến nỗi họ căm uất. Họ oán giận những người dân thiếu ý thức như vậy. Chưa thấy một quốc gia nào như vậy. Mà họ nói rằng chỉ có ở Việt Nam với chế độ cộng sản mới chịu nhẫn nhục như thế. Họ đã từng sống các nước ngoài, họ hiểu rất là nghiêm, không để tình trạng nó xảy ra như thế. Nhưng ở Việt Nam chúng ta vừa qua các bạn đều thấy những hình ảnh như thế, đã gây ra phẫn uất trong toàn dân, rất đau xót, rất buồn. Trong số này thì bị kích động rất nhiều, chỉ có một số là cương quyết thực hiện theo ý đồ của bọn nước ngoài. Chúng cho là thời cơ đã tới, thậm chí sau ngày 10 tháng 6 rồi, những tên như Hoàng Tuấn Bạch rồi Harry Banh, Benny Trương, Huỳnh Quốc Huy, Nguyễn Trung Trực, chúng vẫn hô hào là sẽ có một tổng biểu tình lớn, rồi cộng với những tên hành nghề linh mục. Ở đây tôi không nói những linh mục, vì những tên này gọi là hành nghề linh mục, chưa thật sự tu hành, luôn luôn kích động, gây bạo loạn để làm tổn hại đến nền an ninh quốc gia. Mà phải nói rằng các bạn đều thấy hôm nay cả nước rất vui. Chúng đã đụng phải sức mạnh của chính quyền, đụng phải lòng phẫn uất của nhân dân, rất muốn chính quyền phải trấn áp, không thể để chúng lộng hành như thế được. Và tôi xin báo các bạn, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, những điểm nóng hôm nay thì chúng tôi không thể tác nghiệp được, không thể ghi hình được vì rất nghiêm ngặt, không để bất cứ ai vào cho khu điểm nóng ghi hình hoặc quay phim, đều bị nhắc nhở hoặc mời đi. Và những kẻ nào có hành vi chống đối, có hành vi phản kháng đều được mời đi hết.
Có những kẻ cứ tưởng rằng những lời hô hào của bọn nước ngoài là có hiệu nghiệm, nên vẫn cố tình, vẫn cố muốn thực hiện. Và hôm nay thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi chứng kiến rất vui, rất nhiều xe bắt rất nhiều tên có ý đồ manh động. Và như trước kia tôi đã từng nói, khi nóng điểm nóng đang xảy ra, tôi đã nói rồi, tôi đã nhận định chính xác rồi. Phương châm của quân đội ta và phương châm của nhân dân ta luôn lấy một phương châm đánh giặc từ xưa đến giờ. Khi giặc hung hãn, ta tạm thời rút lui. Khi giặc mệt mỏi, ta sẽ đánh chúng. Và khi giặc tháo chạy thì ta truy kích. Mà tới dù phút này phải nói rằng các bạn đều biết, thì bây giờ tôi đang truy kích những tên đang muốn chạy trốn. Và kể cả những tên không xuất hiện nhưng chỉ đạo, thì tôi tin rằng an ninh cũng sẽ lôi đầu ra hết. Như trước kia tôi nói với các bạn là qua trận này nhà nước để cho chúng bộc lộ hết bản chất, để cho chúng bộc lộ hết sức mạnh của chúng như thế nào, để rồi sẽ đập chúng, đập những con rắn chứ không phải đập những con ruồi. Mà chắc chắn rằng qua kinh nghiệm những lần trước tôi đã nói rồi, tôi không nhắc nữa, và chắc chắn rằng qua trận này không để tình trạng tương tự xảy ra nữa. Vừa qua một số tên cực đoan phản động, chúng luôn hô hào ngày 16, 17 chúng có những hành động quyết liệt. Nhưng chúng không làm được điều đó. Như các bạn đều thấy, hôm nay cả nước rất là an toàn, rất là an ninh, mà thể hiện rõ sức mạnh của chính quyền. Không thể để lộng thế được. Không một chế độ nào, không một chính quyền nào, không một quốc gia nào có thể để lộng hành như thế được. Một số tên bị bắt thì các bạn đều thấy khi chưa bắt rồi hung hăng lắm, tuyên bố là sẽ sống chết với cộng sản. Nhưng khi bị bắt rồi thì hoàn toàn nó bị dại, bị ngu không hiểu, mà tên nào vô cũng ngoan như chó con hết. Ở ngoài tuyên bố hùng hồn lắm, thề sống chết với cộng sản, nhưng khi bắt rồi tên nào cũng đều ngoan chó con hết. Bởi vì chúng làm gì có chí khí, chúng làm gì có yêu nước, chúng chỉ yêu loạn. Nên đặc biệt hôm nay chỉ có ở cái vùng Hà Tĩnh, như các bạn đều biết, có những tên hành nghề linh mục cũng ráng dãy dụa một chút cho có vẻ rằng cùng đồng hành biểu tình. Nhưng trong biểu tình đó thấy toàn đàn bà và trẻ em không. Và các bạn đều biết rằng dần dần những tên linh mục này đều dần dần mất hiệu nghiệm, vì người ta càng ngày càng thấy rõ cái bộ mặt và bản chất của những tên này lợi dụng tôn giáo, hành nghề linh mục để làm một cái mưu đồ cá nhân. Không phải vì Chúa hay vì yêu Chúa hay là yêu dân gì hết trơn, yêu nước gì hết trơn. Trên những tên linh mục này, các bạn đều tin tưởng rằng dần dần chúng sẽ bị mất hiệu nghiệm từ từ, vì dân người ta sẽ từ từ thấy rõ bộ mặt của từng tên. Như tên Nguyễn Duy Tân, tên Thục, tên Nam, tên Nam Phong, thì các bạn đều thấy rằng từ từ chúng sẽ bị người dân vạch mặt hết. Chỉ có một số gọi là công giáo cực đoan thì mới bám theo những tên linh mục này. Nhưng các bạn đều thấy vừa qua ở thành phố có một vài tên linh mục cũng tới trước nhà thờ Đức Bà để làm lễ
hôm ngày 10 tháng 6. Chúng không làm lễ nhà thờ mà chúng ra ngoài đường, chúng làm lễ để kích động một số cộng đồng công giáo và chỉ một vài tên công giáo cực đoan để kích động chung cộng đồng công giáo. Chúng lấy cớ yêu nước chống tàu. Cái điều đó nhân dân chúng ta luôn luôn cảnh giác với quân tàu thì luôn luôn từ xưa đến giờ rồi. Nhưng chúng lấy cớ đó để kích động lòng dân. Có một rất nhiều người ngộ nhận không hiểu, nhưng trong đó lẫn lộn có những tên rất hung hăng kích động. Và chắc chắn rằng an ninh không thể để chúng thoát khỏi lưới. Thì các bạn đều hiểu rằng tới bây giờ là lúc ta truy kích chúng. Có những kẻ tưởng là cơ hội đã tới nơi, tính ngóc đầu lên, nhưng tới giờ phút này đã chịu khó ngoan ngoãn nằm mọp đầu xuống lại. Đây tôi chưa nêu tên đâu, một lúc nào tôi sẽ vạch mặt tên cho từng tên. Có những kẻ giả dạng yêu nước, nhưng lúc này thì tự nhiên đã thể hiện cái bản chất con người ra, đã tính ngóc đầu lên, nhưng tới giờ phút này lại chịu ngoan ngoãn nằm xuống lại. Và qua sự việc vừa qua, các bạn đều thấy rằng từng người thể hiện thế nào thì rõ. Còn tôi ở nước ngoài, cái tên Hoàng Tuấn Bạch thì các bạn, có bạn thì nghe tên, nhưng có bạn thì chưa biết mặt. Là cái tên này đó các bạn. Hắn sống ở Đức. Hắn tuyên bố hào hùng lắm. Hắn tuyên bố hắn xả thân vì nước, xả thân vì đồng bào, xả thân vì nhân dân. Nhưng nói thật các bạn, những tên này suốt ngày chỉ xả thân trong bia với phòng lạnh thôi. Nó xúi dục những người trong nước ngu muội u mê để lao vào cái vòng lao lý. Thử hỏi thân nhân của những tên này nè, còn ở Việt Nam nè, có những người nào mà tham gia trong cái cuộc loạn này để bị bắt không? Có khi chúng khuyên thân nhân của chúng đừng tham gia, nhưng chúng hô hào, chúng kích động người khác đi vào cái con đường tội vi phạm pháp luật. Các bạn điểm mặt lại coi thân nhân của những tên hô hào to miệng nhất ở Việt Nam này có tên nào tham gia không? Có tên nào làm loạn không? Thân nhân của nó không đâu. Nó khuyên thân nhân nó đừng có ngu, nhưng nó xúi dục người khác để làm loạn, để cho thỏa mãn cái lòng ảo tưởng, hoang đại tưởng của chúng nó. Và tất giờ phút này các bạn đều biết rằng rất nhiều tên phải ăn cơm ký, mặc áo sập để chúng ăn mừng lật đổ Đảng Cộng sản đó các bạn. Không phải hôm nay tôi mới nói, nhưng tôi nói từ khi đảng điểm nóng chuẩn bị xảy ra và đã xảy ra rồi, tôi nói rằng tất cả bọn chúng sẽ chui vào rõ từng tên hết. Chúng đã từng tuyên bố bao nhiêu lần Đảng Cộng sản, nhưng mỗi lần tuyên bố xong là lại một số lại vào tù. Chưa thấy Đảng Cộng sản càng ngày càng phát triển đảng, thêm nhiều đảng viên nữa. Và rất nhiều người dân có nguyện vọng muốn đứng vào hàng ngũ của đảng đó các bạn. Nhưng những người đứng vào hàng ngũ của đảng là phải những người công dân tinh tú, phải có lựa chọn, phải là công nhân kiểu mẫu mới được vào đảng. Rất nhiều người đang muốn đứng vào hàng ngũ của đảng đấy, nhưng bọn chúng cứ rêu rao sẽ lật đổ Đảng Cộng sản. Từ năm 2014 rồi tới 15, 16, 17, nhưng cứ mỗi lần tuyên bố xong lại một đám lại vô tù. Và đặc biệt các bạn phải tuyên truyền cảnh giác cho nhân dân. Chúng đưa những hình ảnh, những biểu tình của ngày trước, rồi chúng đi vào, ghi vào là ngày 16, 17 để lòe dân, để cho có một số dân không cập nhật thông tin thường xuyên, không được ở tại chỗ, cứ vẫn hiểu rằng thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội vẫn còn
biểu tình loạn lạc. Chúng dùng những cái thủ đoạn đưa những hình ảnh trước mà cứ nói vào ngày sau. Rồi đặc biệt có một số bọn phản động nước ngoài cứ chê tướng tá Việt Nam là dở, lãnh đạo Việt Nam là kém, là bất tài thế này thế nọ, nhưng thấy toàn những tên du thủ du thực, những tên thất nghiệp đầu đường xó chợ, những tên nằm neo bán bánh mì không à, mà cứ chê lãnh đạo à, rồi chúng khen những cái tướng mà chúng tự phong bên đó là tài là giỏi. Chúng ra ngoài tiệm, chúng mua bộ áo mặc lên rất bảnh, rồi chúng tự phong là chuẩn tướng, thiếu tướng, đủ thứ tướng hết trơn hết, mà không biết cái tướng nó có bao nhiêu quân không biết nè. Chúng cứ khen thằng này giỏi, thằng kia tài. Thậm chí thằng Phan Kỳ Nhân còn lên một cái thông báo là kêu gọi kiều bào là tất cả tổng lực về Việt Nam để lật đổ Đảng Cộng sản. Nó hò hét đủ kiểu hết. In một tờ giấy lên là nó làm một cái hiến chương, in tờ giấy lên là vận động một cái thông báo. Thậm chí hiện giờ bên Mỹ á, bọn chúng còn đang vận động viết đơn thư để gửi lên chính quyền Mỹ can thiệp cái thằng William Nguyễn vừa rồi mới bị bắt ở Việt Nam. Chúng ngu xuẩn đến mức độ chúng cứ tưởng đâu là quốc tịch Mỹ là có quyền làm mọi hành vi các nước khác. Nhưng chính những cái tên mang quốc tịch Mỹ về đây mà phá rối đất nước Việt Nam thì chúng vô tình để làm bêu xấu cho nước Mỹ. Vì công dân Mỹ không có phải đi can thiệp những cái chuyện như thế. Mà chúng hãy nhìn vào tấm gương của một thằng Mỹ đã bị giữ ở Triều Tiên vì ăn cắp tấm hình của lãnh tụ thôi mà vẫn bị xử tù. Obama can thiệp không được, Trump can thiệp cũng không được, và cuối cùng sau khi gần chết mới được thả về Mỹ. Chứ đừng có hảo tưởng là cứ mang quốc tịch Mỹ rồi về đây là không ai dám làm gì. Đó là may là chính quyền còn bắt giữ đấy, chứ nhân dân bắt giữ thì chắc không còn chân nào mà đi về nước Mỹ. Chứ bọn chúng có một số rất ảo tưởng, cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ có nước Mỹ can thiệp. Có những công dân mang quốc tịch Mỹ nhưng vẫn hướng về quê hương, rất yêu quê hương, rất yêu đất nước, vẫn có những tinh thần đóng góp hoặc là vật chất đóng góp để xây dựng quê nước, rất tha thiết với quê hương, rất đáng trân trọng những kiều bào đó. Và đặc biệt gần đây các bạn đều thấy rằng tôi ở nhà đây, rất nhiều kiều bào nước ngoài điện về lo lắng, hỏi thăm tình hình đất nước từng giờ từng phút. Họ luôn luôn ngóng trông theo dõi hình đất nước. Và tới giờ phút này, họ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Vì họ thấy được chính quyền ta không nhân nhượng được với cái bọn phá hoại. Và qua cái sự việc này, các bạn thấy rõ rằng những tên nào hung hăng, những tên nào cầm đầu nào, bộc lộ ra hết. Và đây là một sự tổn thất của chúng rất lớn. Chúng đã tổng lực rồi, kể cả tiền, kể về người, kể và công tác tuyên truyền của chúng. Và đây phải nói rằng chúng bị một tổn thất rất lớn, mà có thể rằng vài chục năm sau, 3-4 năm sau chúng có thể gượng lại nổi. Không đơn giản đâu. Cố gắng làm neo đi cái bọn phản động tụi mày, cố gắng làm neo, cố gắng bán bánh mì, cố gắng đi lau rửa xe đi, rồi kiếm tiền góp về vài chục năm nữa rồi hắn làm. Chính nghe cái bọn nước ngoài cũng tranh giành nhau làm chính phủ lâm thời này, chính phủ lâm thời kia. Toàn là cái bọn giả danh, giả hiệu yêu nước. Mày phá đất nước thì có chứ yêu cái gì. Tụi mày cứ tuyên bố lật đổ Đảng Cộng sản, tức là mày tuyên bố lật đổ nhân dân đấy. Vì tôi đã nhắc lại một lần nữa, Đảng Cộng sản là ở dân chứ ở đâu ra. Nhân dân không muốn để tụi mày lật đổ đâu.
mà Đảng Cộng sản càng ngày càng phát triển mạnh thêm. Rất nhiều người rất muốn nguyện vọng muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bởi vì chỉ có Đảng mới lãnh đạo được đất nước, mới ổn định được đất nước, mới có thể thắng được mọi kẻ thù. Các bạn thấy không? Từ đội ngũ gì? Đảng cần lao nhân vị làm được cái gì? Tới đời Nguyễn Thiệu, Đảng Dân Chủ làm được cái gì? Chỉ để đàn áp nhân dân là chính thôi. Trên tuổi nó mới bị thất bại, mới bị thua. Cho nên á, là tôi xin nói là những kẻ nước ngoài, bọn chúng luôn luôn kích động những người trong nước thiếu hiểu biết. Sẵn dịp vừa rồi chúng khơi dậy cái lòng yêu nước của nhân dân chúng ta, luôn luôn có cái lòng yêu nước, cảnh giác với Tàu rất nhiều. Chúng lợi dụng vào đó. Cho nên phải nói đa số kém hiểu biết mà cứ hồ theo như thế. Mà phải nói rằng trong cái cuộc biểu tình vừa qua, chúng có tổ chức, có hệ thống đấy. An ninh chúng ta biết chứ không phải biết đâu, có hệ thống, có tổ chức đó. Một nhóm chúng tập trung lại hát một bài đồng ca với nhau luôn, là nó có tập dượt rồi. Tôi theo dõi. Nó hát lại bài Trả Lại Tổ Quốc Cho Tôi, Tổ Quốc Tôi Đâu. Và tôi biết chúng đã có một cái tập dượt rồi. Một nhóm đó nó tập trung hát một bài đồng ca như thế, là nó có hệ thống, có tổ chức đó. Nhưng tôi chinh trắc rằng bọn chúng không thoát được lưới an ninh đâu. Mà trước mắt là tay mắt của nhân dân. Thì cái bài phát biểu của tôi hôm nay, tôi rất vui các bạn. Và nói chung là các bạn cũng rất vui. Mà tới giờ phút này chúng ta rất vui. Bởi vì một thắng lợi rất lớn, đập tan cái bọn phản động, đập tan cái bọn phá hoại, muốn phá hoại đất nước. Và ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt hôm nay, vì vấn đề bảo mật trên không nói được nhiều, nhưng đại khái những tên nào có manh nha gì đó ở trọng điểm, hoặc là những cái vùng khác có ý đồ manh nha, đều bị mời đi hết. Và kể cả những người mà truyền bá những cái tin độc hại của bọn phản động, tức là truyền tải đấy, cũng đều bị hỏi thăm. Cho nên các bạn phải cảnh giác những tin độc hại chúng ta không nên truyền bá, mà chúng ta có những biện luận phản bác lại những cái thông tin độc hại. Và đã phải nói rằng cái hành động của chúng đã bị đập tan, nhưng luận điệu của chúng vẫn còn tiếp diễn chứ chưa hết các bạn. Trên tất cả chúng ta cần phải cảnh giác mà tuyên truyền rộng rãi nhân dân, những cái luận điệu tuyên truyền của chúng vẫn còn tiếp diễn. Trên cái buổi nói chuyện của tôi hôm nay, phải nói rằng rất vui các bạn, và có thể nói rằng ngày mai có thể nghỉ được thoải mái. Và mai tôi sẽ có một chuyến đi du lịch xa các bạn, và xin hẹn gặp các bạn.